Chiều ngày 8 tháng 7, Công an huyện Phú Diềng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong thùng phi nước. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người nhà của bà Lê Thị Tuyết, 42 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước, thấy người phụ nữ này nằm bất động trong thùng phi nhựa chứa nước trước sân nhà. Khi phát hiện, mọi người lập tức hô hoán đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng bà Tuyết đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra. Khu vực nạn nhân tử vong là thùng phi nhựa màu xanh chứa nước, có dung tích 200 lít, chiều cao khoảng 1 mét, đường kính 60 cm. Thùng này được gia đình sử dụng để chứa nước sinh hoạt. Ngày 7 tháng 7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin một khinh khí cầu bay từ thị xã Sơn Tây bị rơi xuống ruộng lúa ở Ba Vì, Hà Nội thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 7. Lúc này, một khinh khí cầu xuất phát từ sân Tây, chở theo 9 người, bay lên với hành trình tham quan quảng bá du lịch. Khi tới địa phận xã Tây Đằng, Ba Vì, khinh khí cầu gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp. Không có chuyện rơi kinh khí cầu mà phương tiện này được hạ cánh do gặp lỗi kỹ thuật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng thông tin. Khu vực kinh khí cầu hạ cánh là bãi đất trống giáp tỉnh lộ 412 thuộc thị trấn Tây Đằng, địa điểm này cách vị trí xuất phát khoảng 10 km theo đường bộ. Nhà chức trách cho hay phương tiện này đã được cấp phép bay. Sự việc không gây thương vong, mọi người đều an toàn, lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng nói và cho biết sau khoảng 30 phút, sự cố đã được giải quyết. Chiều ngày 5 tháng 7, Công an Hà Nội thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án cô gái 22 tuổi chú quận Hoàng Kiếm bị bắn tử vong. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, cô gái cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi quận Tây Hồ. Đến 1 giờ sáng hôm sau, nhóm cô gái về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh quận Long Biên. Nhóm Vũ Thành Quang 30 tuổi chú quận Hai Bà Trưng và Đinh Xuân Sáng 40 tuổi chú Hà Nam cũng đến đây chơi. Khi Sáng và Quang ra về trước một người trong nhóm cô gái có lời nói gây mâu thuẫn với họ. Về nhà Sáng và Quang rủ Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi chú quận Hoàn Kiếm đi trả đũa. Cả ba lên ô tô mang súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm cô gái sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng họ bỏ chạy, sáng lái ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp chiếc xe máy chở một cô liền nổ súng bắn đạn bi, nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong. Gia đình cô gái cho biết thời điểm bị bắn cô đi cùng bạn trai nhưng anh này may mắn không trúng đạn. 18 giờ ngày mùng 3 tháng 7 Quang bị bắt tại Nam Định khi đang trên đường trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối nay Đạt đã đến công an Hà Nội đầu thú. Công an Hà Nội đang yêu cầu sáng đầu thú để hưởng khoan hồng. Người dân nếu có thông tin về người này hoặc ô tô Hyundai Accent màu trắng biển kiểm soát 90A18039 18 do nhóm này sử dụng để gây án thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội hoặc qua Facebook Công an thành phố Hà Nội. Sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà của nạn nhân hát, khung cảnh tang thương buồn thảm. Rất nhiều người thân của Hát đang cùng nhau chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, chờ việc khám nghiệm tử thi của Hát được hoàn tất để đón em trở về. Sau hai ngày nghe tin con gái gặp nạn, cơ thể bà Nguyễn Thị Quế, là mẹ của Hát, gần như không còn chút sức sống nào cả. Đôi mắt đỏ hoe, bà Quế nói trong tiếng nấc: "Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào, vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy? Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây?" Cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng, bà Quế kể lại Chiều ngày 2 tháng 7, con gái bà xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu, bà đã đồng ý. Đến tối muộn chưa thấy hát về nên bà gọi điện cho con gái thì hát xin về muộn. Bà Quế tắt máy đi ngủ, đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì nhận được tin dữ. Anh Trần Quốc Việt là anh trai của Hát cũng đang cố kìm nén nỗi đau để thay mẹ tiếp đón người thân đến chia buồn. Nhưng bản thân anh vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra với em gái mình. Anh Việt kể lại, sáng sớm hôm đó nhận được cuộc gọi từ người yêu của em gái, thông báo em đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Tôi không nghĩ được gì, liền lao đến bệnh viện. Nhưng khi tới nơi, các bác sĩ thông báo 99% là không qua khỏi, yêu cầu gọi tất cả người nhà đến. Lúc này mình tôi ngã quỵ, không nghĩ được gì hết, cũng không biết phải gọi điện thông báo cho mẹ như thế nào. Thực sự, em hát mất quá oan ức, một đứa em quá ngoan ngoãn. Mình lớn từng này mà em vẫn phải quan tâm từng tí một, mình lại cảnh gà trống nuôi con nên gần như con trai mình cũng một tay em chăm sóc. Ngồi gần đó là bà Hồng, là bác ruột của Hát chia sẻ. Hát là đứa cháu gái ngoan, biết nghe lời, hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Nó còn nhỏ tuổi nhưng gần như là trụ cột của cả gia đình, cả về kinh tế và tinh thần. Mẹ nó thì sức khỏe yếu lắm, mắc bệnh phổi nên cơ thể lúc nào cũng gầy gò, không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều do cháu gánh vác cả. Cháu nó chết quá oan uổng, chỉ mong là cơ quan điều tra sớm có kết luận để kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng. Bà Hát cũng cho biết thêm, chiều nay thi thể của Hát sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổ chức tang lễ. Sau đó gia đình sẽ đưa Hát về an táng tại Nghĩa Trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Trưa ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bán tử vong khi cùng bạn trai đi dự tiệc sinh nhật vào hai ngày trước. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn trên một tuyến đường giao thông ở tỉnh Nam Định. Lực lượng chức năng đã di lý người này về Hà Nội để lấy lời khai, phục vụ điều tra. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết trên tờ Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, dẫn nguồn tin từ nhà chức trách bước đầu xác định có tất cả 3 nghi phạm liên quan đến vụ án. Cảnh sát đang truy tìm hai người còn lại. Cũng theo nguồn tin của báo trên, mục tiêu của kẻ gây án là bạn trai của nạn nhân, song luồng đạn lại trúng vào cô gái. Trước đó vào dạng sáng ngày 3 tháng 7, một vụ án mạng đã xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là cô gái tên là H, 22 tuổi, ở phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm thời điểm đó hát cùng bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn tại bữa tiệc bạn của hát có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác khi nhóm kia rời đi nhóm của hát vẫn ngồi lại và tưởng như là mọi chuyện đã êm xuôi xong khi hát cùng bạn trai đi ra ngoài thì bị các đối tượng dùng súng bắn nạn nhân bị bắn vào tay đạn chạy theo cơ bắp tay vào phổi dẫn tới tử vong các bác sĩ gắp ra một viên đạn bi sắt từ phổi của nạn nhân người thân của hát kể lại với phóng viên báo thanh niên sự ra đi đột ngột của cô gái xấu số khiến gia đình bạn bè vô cùng bàng hoàng. Một người hàng xóm của Hát kể với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam rằng gia đình Hát có ba mẹ con sống cùng nhau, bình thường Hát rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiếm khi thấy cô gái đi chơi về muộn. Vào tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, Hát có xin mẹ là bà Quy đi dự sinh nhật bạn. Khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7, bà Quy nhận được tin hát gặp nạn, lúc đầu mọi người chỉ nói là con bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện, đến nơi thì thấy chân tay con tím tái, lúc đó tôi mới biết tin là con không qua khỏi do bị trúng đạn. Nói đến đây bà Quy khóc nghẹn, thương xót cô con gái tuổi đời còn quá trẻ và bao ước mơ còn dang dở. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, xét hành vi phạm tội của đối tượng, chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, hung thủ đã chuẩn bị đạn bi bắn trúng nạn nhân hát, khiến thiếu nữ tử vong. Hành vi này đủ cấu thành tội giết người, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ xem xét hành vi đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm tính mạng khi bắn ở cự ly khoảng cách gần. Luật sư cho hay, nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể nạn nhân được bắn ra từ loại vũ khí tự chế có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Cụ thể, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc là chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Vụ việc cô gái trẻ TQH sinh năm 2002 ở phương Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị bắn tử vong đang khiến dư luận rúng động. Thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 3 tháng 7, Hát cùng bạn trai đi dự sinh nhật một người bạn. Trong bữa tiệc, bạn trai của Hát đã xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên. Khi Hát cùng bạn trai ra về thì bị bắn bằng đạn bi. Hát được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Quốc Việt ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, gia đình nhận được thông tin hát gặp nạn vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7 qua bạn trai của hát. Anh Việt lập tức tới bệnh viện Việt Đức nhưng được các bác sĩ thông báo là hát đã ngừng tim. Kể về em cái, anh Việt tâm sự, hát làm nghề bán hàng online, gia đình chỉ có hai anh em, anh Việt hơn hát 10 tuổi, hai anh em rất thân thiết, quý mến nhau. Anh trai nạn nhân nói thêm, hát sống hiền lành biết điều nên được mọi người rất quý mến. Ở nhà hát đều chu toàn mọi việc. Mong muốn lớn nhất của gia đình nạn nhân hiện tại là cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ, xử đúng người đúng tội để hát được ra đi thanh thản. Tang lễ của hát sẽ được tiến hành lúc 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, phường Cờ Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nạn nhân sẽ được hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, xã Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, chiều ngày 4 tháng 7, cơ quan này đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an cung cấp điều tra làm rõ vụ án, báo cáo nhanh cho thấy nạn nhân bị bắn vào chỗ hiểm dẫn tới tử vong, hiện chưa xác định nghi phạm dùng súng loại gì.